À, chào mừng anh chị em đến với cái buổi coaching chiều ngày hôm nay. Lâu lâu rồi chúng ta gặp lại nhau nhỉ. Tuần trước đội này có coaching không nhỉ? Tuần trước có à, Tú, đúng không Tú? Dạ có ạ, tuần trước có coaching ạ. Ok. Có ai có câu chuyện gì hay không, chia sẻ cho cả nhà cái nào trước khi chúng ta bắt đầu. Tiền trên sân khấu, ai muốn chia sẻ bật mic nói tôi. Xin mời Thảo Phương nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Phương. Em chào thủ lĩnh ạ. Em chào thủ lĩnh, anh chị Dung ạ. Em tên là Thảo. Hiện tại là đang ở Hải Phòng và đang dưới hệ thống của thủ lĩnh Vũ Hạnh ạ. Em vào sinh viên em đâu chưa? Vào em Siberia được từ năm ngoái nhưng mà hiện tại là em vẫn chưa tập trung. Em Định. chưa tập trung làm, thế thành ra lúc lên lúc xuống. Vậy bao giờ mới tập trung? Dạ, bây giờ đang ở ấp phủ là năm nay là sẽ rút tuyển để tập trung tập ở Siberia thủ lĩnh. Năm nay là ngay bây giờ hay 31 tháng 12? Ngay bây giờ ạ. Tốt. Chúc mừng em, chúc thành công. Dạ vâng ạ, tập em trung cảm ở ơn thủ đâu ở lĩnh. đó phát triển. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Ai có gì hay chia sẻ cái nào? Đoàn Hồng Anh đang trong hành trình 90 ngày thay đổi cuộc đời, có gì chuyển biến, có gì hay chia sẻ cho các bạn? Em chào anh, chào tất cả các anh chị em trên Zoom ạ. Rồi, xin Em chào. đang nói về hành trình cái game của thủ lĩnh quốc tế ạ. Mỗi ngày có ít nhất 5 cuộc chia sẻ và không làm được thì làm cờ hó ạ. Và thỉnh thoảng cũng có ngày mình làm cờ hó ạ. Thế nhưng mà cái bài học mà em nhận được ấy, đấy là khi mà đứng trước cái mục tiêu, cái áp lực mà mình phải phải làm á, thì mình sẽ có hành động. Và ngày trước mình trước khi chia sẻ thì mình cứ thường ngắm nghía xem là người này liệu có tiềm năng không hay có làm được không, nhưng bây giờ mục tiêu của em đổi sang là có người nghe mình nói về CVD đã là rất tốt rồi, cho nên là mình cứ chia sẻ lại, mình cứ nói, còn không có kỳ vọng rằng là sẽ có kết quả như thế nào, nhưng việc của mình là chia sẻ ạ. Và em thấy rằng là bắt đầu có những cái thay đổi, có những cái và khi mà mục tiêu là 5 người một ngày thì nếu mình làm toàn với người quen á thì mình sẽ không đủ người để chia sẻ. Và em cũng bắt đầu đăng bài Facebook và có những cái tương tác ấy. Thì có một cái câu hỏi là mọi người hay hỏi mình là bạn làm gì hay là anh chị làm việc gì. Thế và lúc đó thì mình lại bị lúng túng là bây giờ CVD thì đúng rồi, nhưng mà mình nói làm sao mà truyền tải được cái thông tin đến cái người nghe, làm sao trả lời cho nó ngầu á, thì là mình lại bị lúng túng á. Thế sau đó thì sáng nay thì anh có nói về cái việc là mình sẽ trả lời là mình làm gì á. Em rất là cảm ơn anh. Và phải luyện luyện để mình trả lời một câu hỏi làm sao mà cho nó thật là chất, thật là năng lượng ạ, thì lại phải ngồi nghĩ lại để làm sao mình trả lời ạ. Thế bây giờ chọn được chưa? Trước đấy thì em có làm cái câu mà nói về 30 giây về thông điệp của mình á. Thế nhưng mà em nghĩ là trong mình sẽ phải chỉnh sửa. Trước đấy thì em có nói là tôi làm việc với những bạn từ 25 đến 45 tuổi, những người làm công ăn lương mà bị quản lý về mặt thời gian, gò bó và hạn chế về thu nhập. Thì tôi đã giúp mọi người một cái cơ hội có thể thay đổi, tăng thu nhập và hướng đến một cuộc đời tự do. Thế nhưng mà em nghĩ là cái đấy em sẽ phải thay đổi hơn ạ, thay đổi một chút nữa cho nó. Em bài này em đã học rồi anh ạ, nhưng mà em không có áp dụng đúng là trí tuệ, kiến thức chết chứ không phải là trí tuệ ạ. Tốt. Hôm nay anh nói lại em mới nhớ. Em cảm ơn anh. Tôi là người mang lại tự do cho người khác. Đó. Nghề của mình đó là nghề. Nghề của mình là nghề giúp cho mọi người có cuộc sống tự do đúng nghĩa.
Rất nó ngắn rồi, rồi dài thế, làm công ăn lương bế tắc cái gì dài. Làm sao để nó ngắn gọn lên. À, đầy tự tin và hào khí. Rồi cảm ơn Hồng Anh. Hoàng Hà. Hoàng Hà làm nghề gì em? Dạ. Em chào anh, em mọi người có nghe em rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ vâng. Em hôm nay đang về ăn cưới ở Ninh Bình bên nhà chồng em. Em nghe thấy anh vừa nói em thấy mình vừa đúng thời quá cơ. Em phải chia sẻ. Hôm nay về ăn cưới thì quê nhà chồng em ở bên Ninh Bình ạ, với cháu. Mọi người hỏi em là dạo này anh đợi em chút xíu. Ừ. Cứ nói thật to ở đấy, nói thật to để truyền cảm hứng cho mọi người luôn, cần gì phải đợi chút xíu. tiện mình nói không chỉ cho xem là 35 là 7. Người đang hỏi em là em đây. Không tiện lắm. Đã bằng mâm cỗ mọi người hỏi thì em có nói là em hiện đang làm gì, em đang bảo em đang làm nghề mang lại tự do và hạnh phúc cho người khác. Hay quá. Bảo là cái gì vậy? Em bảo vì bây giờ em mới biết đến một cái sản phẩm rất là tốt, có thể mang lại cho mọi người sức khỏe, và em đang mong muốn là lan truyền cái giá trị này đến cho thật nhiều người và tìm thật nhiều người giúp em lan truyền cái giá trị này. Thế mọi người hỏi cái gì vậy? Nó là thảo dược của vùng Siuri, nó là một thảo dược vô cùng quý hiếm, một vùng đất rất là khắc nghiệt và hội tụ khí hậu. Nó là nơi hội tụ những gì gọi là tinh khiết nhất của hành tinh này. Mọi người rất là bị thu hút với em vì cái sản phẩm này. Và em đã truyền động lực được cho hôm nay, em nghĩ là không phải là 1718 nó phải 10 đấy, đấy là 10. Mọi người rất là chú ý nghe. Em chắc chắn là sẽ phát triển thêm một nhánh ở Ninh Bình. Ok, tớ gieo cả cụ, dạ vâng, đúng không? Thế xong sau bắn tỉa. Vâng okay. ạ. Em gieo cả, còn sau thì chọn sau ạ. Chúc mừng em, quan trọng là gì? Chúc là mình đã đầy sự tự tin, thắng lợi nó nằm ở đấy. Thế còn thắng lợi ở 10 hạt giống đấy có nở hay không thì chưa quan tâm. Nhưng điều quan trọng là em đã rất tự tin để truyền cảm hứng, chia sẻ cho mọi người. Đấy là điều quan trọng. Rồi. Dạ vâng, thực ra thì cũng có một bác đã dùng sản phẩm rồi. Thế em bảo có sản phẩm như thế nào, cứ hỏi bác đấy thì biết là nó tốt như thế nào. Còn có gì thì liên lạc với em nói chuyện sau. Thế thì vẫn là người em nghĩ như vậy cũng là một bước thành công rồi. Tại vì mình là cái tâm, mình là tâm mang cho đi, thì mình đã cho đi được một cách nhiệt tình và như thế em cũng rất là vui và hạnh phúc rồi ạ. Rất là hay. Em nói thế rất hay rồi. Em có thể nói thêm nữa này. Cái sản phẩm này tốt thì cực tốt rồi. Nhưng mà cực tốt nó vẫn là bình thường. Quan trọng ấy là nó làm cho mình tự do và hạnh phúc. Quan trọng là làm cho mình giàu có. Hành đúng không? Dạ, vâng. Gieo thêm cái gieo thêm cái hạt giống tự do giàu có nữa. Chứ còn tốt không ấy thì nó dễ dẫn đến cái quả người tiêu dùng không. Không, em cũng có nói đến là mà cái sản phẩm nó đã tốt rồi, giá nó lại rất là hợp lý. Và quan trọng ở đây là cũng có thể mọi người nếu mà quan tâm đến cái việc mà làm thêm ý, thì hoàn toàn có thể làm thêm, kiếm được thu nhập 4 đến 5 triệu là hoàn toàn có thể. Em có nói đến việc đấy rồi ạ. Sao em không gieo luôn là trở nên giàu có đi? Tại sao gieo làm thêm không gì cho nó? Không, tại vì em cũng sợ là mình nói nó to quá thì họ lại sợ là họ sẽ không làm được ấy. Mình cứ nói đi xem có mất gì đâu mà sợ. Cứ cho họ có đến cái tầm mà họ nghĩ họ đạt được, khi mà họ vào tìm hiểu rồi thì bắt đầu xây dựng ước mơ dần. Rồi, cảm ơn Hoàng Hà, chúc mừng Hoàng Hà. Tốt. Dạ. Nông Ngọc Tú, em làm nghề gì? Xin chào thủ lĩnh quốc tế, xin chào tất cả các anh chị em Tiên Du. Thì em đây cũng là cái câu hỏi mà em đang bị mắc. Nghĩa là đi chia sẻ thì không phải đi chia sẻ mà đi gặp gỡ mọi người thì mọi người hay hỏi là em làm nghề gì. Và em hay bị ấp úng mà em cũng không rõ cái thông điệp mình đưa ra. Đứng hình à? Cũng không đứng hình, nhưng mà em nói là em làm, em đi xây hệ thống và phân phối các sản phẩm về sức khỏe đó. Tốt, nào để có thể nói hay hơn.
Đó, đây là cái mà em đang mắc. Khi người ta hỏi mình làm nghề gì ấy, đấy là cơ hội tốt nhất để bán mình, cơ hội tốt nhất để gieo, cơ hội tốt nhất để marketing, đúng không? Đối với, và tất cả là do luyện tập, chuẩn bị cho thành công là thành, thành công cho chuẩn bị là chuẩn bị thành công. Phải chuẩn bị hết mọi phương án. Bây giờ mình là một nhà biên kịch, mình là một người đạo diễn. Cái nhà biên kịch hay đạo diễn ấy, thì sẽ viết kịch bản như thế nào khi người ta hỏi bạn làm nghề gì? Mình phải có lời thoại cho diễn viên chứ. Đúng không? Mình là, đấy, bây giờ là mình nhà biên kịch đạo diễn cho chính mình, cho chính diễn viên là mình. Thế thì bây giờ mình viết lời thoại gì khi mà cái nhân vật này đi gặp một ai đó và họ hỏi bạn làm nghề gì? Và khi ai đó người ta hỏi bạn làm nghề gì thì nhiệm vụ của nhà biên kịch này là phải viết ra một cái lời thoại để truyền cảm hứng cho cái người kia, để marketing mình luôn, ngay lập tức, ngay và luôn, để bán mình. Bởi vì sao? Ăn nhau trong vòng 30 giây đấy thôi. Khi hỏi bạn làm nghề gì mà mình đầy tự tin và tạo sự tò mò, tạo sự cuốn hút, đúng không? Và bán mình trong 30 giây, mình sẽ thành công. Và một nhà biên kịch phải viết nó xuống, sau đó phải bảo diễn viên đấy tập luyện ít nhất 90 lần liên tục, để khi ai đó hỏi bạn làm nghề gì, việc của mình là cười thật tươi và chia sẻ. Chứ không, nếu không có sự chuẩn bị là lúc đấy là ấp áp úng, đúng không? Trần Lan Hương, em làm nghề gì? Trần Lan Hương, Bần Vinh à? Rồi. Em chào anh, em chào tất cả mọi người ạ. Gãi đầu gãi tay. Em cũng chưa có cho cô mình một cái câu hỏi hay đâu, nhưng mà khi mà mọi người hỏi em là làm gì, em nói luôn em làm kinh doanh. Thế xong mọi người hỏi kinh doanh cái gì đấy thì em muốn chia sẻ luôn à? Sao bảo, em bảo là thế bây giờ em chia sẻ tầm 15-20 phút thì em vào vấn đề luôn. Chứ em cũng không có nói là em dài dòng em làm nghề gì cả. Thực ra thì lúc mà kết nối với cả thị trường lạnh ở trên Face ấy, mà mọi người cũng có hỏi qua tin nhắn thôi, thì em cũng chỉ biết là em nói rằng em làm kinh doanh thôi, chứ em cũng không bán được mình ngay lúc đó. Ok, mình bây giờ mình cứ tưởng tượng như này này, mình là trị giá hàng triệu đô la đấy. Nên bây giờ mình bán cái sản phẩm hàng triệu đô la này, bán kiểu gì cho nó thật đắt, đúng không? Là mình sẽ bán cái sản phẩm của mình là trị giá hàng triệu đô la, hay là mình bán nó rẻ như mớ rau muống? Là do mình. Bây giờ đầu tiên là mình định giá trước. Nếu mình định giá là mớ rau muống, mình sẽ bán theo kiểu mớ rau muống. Nhưng mình định giá mình là kim cương, đúng không? Trị giá hàng triệu đô la, mình sẽ bán theo kiểu hàng triệu đô la. Thế thì bây giờ mình sẽ bán theo kiểu gì? Là do mình. Rồi, tốt. Cảm ơn Trần Lan Hương. Hãy suy nghĩ về điều đó. Vâng. Trần Thị Thu Trang, em làm nghề gì? Em chào thầy. Chào thầy. Chào em. Rồi, chào Trang đấy. Chào em. Quen mồm. Và cho bản năng thì em vẫn nói đến công việc hiện tại của mình. Vẫn chưa... Đấy là đầy nỗi sợ hãi, đúng không? Chưa đủ sự tự tin và chưa đủ tình yêu về nghề network marketing. Bởi vì ngôn ngữ thế nào thì nó thể hiện thế giới bên trong như thế. Đúng hay rất đúng không? Rồi, cảm ơn Trần Nguyễn Thị Thu Trang. Đâu rồi, những anh chị em khác đâu, hiện hình lên để câu hỏi. Tại sao lại cứ ẩn giật hết? Hoàng Tân Thành, làm nghề gì em? Em chào anh, chào toàn thể anh chị em trên Zoom. Chúc mọi người một ngày nghỉ lễ giỗ tổ thật là ấm áp. Và chúng ta thì vẫn không quên được cái lịch của chúng ta vào để học tập trong buổi trưa ngày hôm nay. Nghề của em thì là mang đến sắc đẹp, sức khỏe, tài chính và tự do cho những người xung quanh em. Rồi,
là câu đấy vừa nghĩ ra hay là thường xuyên sử dụng? Không, cái câu này là bình thường ấy, đi chia sẻ thì mọi người hỏi là thì trước đây thì em làm gì thì em nói ấy, hiện tại là em đang làm spa, làm chuyên là làm đẹp cho chị em. Đấy, và em đang kinh doanh thêm một cái dòng sản phẩm mà mang lại sức khỏe cho những người mà có nhu cầu về sức khỏe và mang lại tài chính cho những người mà đang tìm một cái công việc mà tự do về tài chính. Đó, và cái công việc này thì là tự do về thời gian, để chia sẻ đúng ra ấy, là chia sẻ đầy đủ nó là như thế. Đã. Và à, ok, đầy đủ là như thế rồi. Cảm ơn Thành. Hãy suy nghĩ thêm. Tốt rồi đấy, nội dung tốt. Bây giờ nội dung tốt thì mình phải nghĩ đến sao giọng nói và ngôn ngữ cơ thể nữa, đúng không nào? Đội Mạnh Tranh, đội Vũ Hạnh. Làm nghề gì em? Vũ Hạnh. Vũ Hạnh đang dùng cái điện thoại của Mạnh Tranh. À. À đấy. Vâng ạ. Tại vì em đang ở nhà anh Tranh ạ. Hơi ồn một chút nhưng thủ lĩnh có nghe thấy em. Được rồi. Ok. Em xin có câu hỏi với ạ. À, không, bây giờ hỏi em làm nghề gì đã. Em vừa học được thủ lĩnh xong. Em xin nhắc lại ạ, đấy là em làm cái nghề mà mang lại tự do, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Yes, tốt. Luyện để trả lời làm sao nó thật tự tin. Ôi, nghề mình hay quá. Nhiều cái nghề này kinh. Đấy là mang lại tự do và hạnh phúc cho mọi người, đúng không? Áp dụng thêm một chút ngôn ngữ cơ thể nữa vào để cho nó tạo sự. Rồi, có câu hỏi gì hãy. Lại khóa mic rồi. Bật lại mic. Dạ, tại vì ở đây hơi ồn nên là em phải tắt mic ngay cho đỡ bị ảnh hưởng mọi người. Em có một bạn tư vấn viên mới. Hôm nay em vừa kiểm tra là bạn cũng đang ở trong nhóm, Sơn có trong nhóm á. Thì bạn ấy có đề xuất với em, trước đấy thì bạn cũng đã tìm hiểu về Siri rồi. Và bạn ấy cũng có thấy một cái số phương pháp mà người ta làm là làm theo hình thức online, tức là tự động hóa trên tận dụng cái công nghệ 4.0 và tự động hóa giống như kiểu người ta hay bán cái mặt hàng ở trên trên Facebook ấy. Thì okay. Em cũng muốn hỏi là thủ lĩnh, em cũng rất là băn khoăn là không biết là liệu cách làm đấy nó có ok không á. Và thủ lĩnh cho em giải pháp ạ. À, cảm ơn Mạnh. Phương pháp đấy gọi là automation marketing. Automation marketing có nghĩa là gì? Mình làm một cái trang web xong ở trên đấy có các cái video dẫn dắt, đúng không? Giới thiệu mình là ai, có những cái video dẫn dắt mà nếu ai đó mà theo đến cuối đấy thì họ sẽ vào cái phễu ấy, sau đó đến cuối phễu thì họ liên lạc với mình với một cái contact nào đấy, đúng không? Thế thì cái nghề của chúng ta ấy, thứ nhất ấy, trước khi mình định làm cái gì mình hỏi là cái việc mình làm này những người khác có làm theo được không? Đấy. Cái việc mình làm này những người khác có làm theo được không? Cái câu hỏi thứ hai mình hỏi cho mình ấy, để mình biết là cái nghề của mình là mình được tuyển như nào, mình sẽ đi tuyển người khác như thế. Rồi nghề của mình là gì? Con người đi trước, công việc theo sau. Con người đi trước, công việc theo sau. Cái đích của mình là trở thành ai? Cái đích của mình là trở thành thầy, cô giáo và thủ lĩnh, truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt, đúng không? Thế thì mình dùng video đấy, mà nếu không phải video của mình làm, mình không có quá trình luyện tập để mình luyện được cái khả năng giao tiếp, thì mình có truyền trở thành cái người truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt được không? Đấy. Rồi nữa là gì? Bây giờ cho bạn 50 người, bạn sẽ làm gì với 50 người đấy? Tự nhiên bạn vơ được 50 người. Ví dụ thế, bây giờ bạn sẽ làm gì với 50 người đấy? Một câu hỏi đặt ra là như thế. Bây giờ ví dụ một người rất nhút nhát, nhưng bây giờ cho một cái công cụ automation marketing. Gọi là... Và tự nhiên mình có 50 người, thì bây giờ mình sẽ làm gì với 50 người đấy? Rồi, tự trả lời, đúng không? Thế còn...
kết quả là chân lý. Chúng ta biết nghề của chúng ta ấy là nghề phát triển con người và phát triển kinh doanh, chứ không. Và cái nếu những cái video đó là do mình tự làm để mình có khả năng cuốn hút, để mình gây ảnh hưởng với người khác thông qua những video mình tự làm thì ok. Tuy nhiên kết hợp thêm với cái video của tập đoàn hay gì đấy. Nhưng nếu mình không tự sản xuất video, mình không tự làm, mà mình chỉ dùng sức mạnh của người khác, và mình không bao giờ mạnh lên được. Và mình không mạnh lên làm sao mình trở thành thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt được. Có phải không nào? Và trước là đội Hồng Hạnh có một cái bạn, cái cậu này ở trong Sài Gòn, cậu này có kết nối với Cường trước. Cường bảo em thích em cứ làm đi. Đấy, thì Cường không hướng dẫn cậu đấy. Thế cậu đấy lại kết nối với Hồng Hạnh, với đội Hồng Hạnh. Đấy, và sau đó thì cậu ấy tranh thủ mục đích là cậu ấy, ui giời, chưa vào, chưa bao giờ làm network, nói hoành tráng lắm. Đấy, nhưng mà mục đích là gì? Vào đấy tranh thủ bán, mỗi thằng mua mua cái đấy, bạn ấy làm cho một cái trang đấy. Những trang đấy thì nó có sẵn nên có cái gì đâu, chỉ thay nội dung vớ vẩn một tí thôi. Thế là bán cho mỗi đứa 500 triệu gì đấy không biết. Thế xong thì bây giờ cái cậu đấy cũng trở thành ai rồi không biết. Lâu lắm mà Cường không nhìn thấy mặt mũi đâu, không biết K5 chưa, không biết, hoặc là bỏ cuộc rồi hay không thì chẳng biết. Thế cho nên là sao? Cho nên là nếu mà ai thích trải nghiệm cứ cho trải nghiệm, thoải mái đi. Mình không đánh cắp quyền trải nghiệm của người khác. Thích trải nghiệm cứ trải nghiệm. Và nếu mà mình muốn xây dựng để mình hút ấy, có nghĩa là mình phải biết cách xây dựng nhân hiệu của mình thông qua việc mình livestream, thông qua mình làm video, thông qua mình làm tương tác, thì tất cả những cái việc mình làm đấy là mình mới tăng được đạo đức trí tuệ và nghị lực của mình. Đúng không? Mình rèn luyện mình tăng được, thế thì khi đó mà tăng gia tăng cái ảnh hưởng của mình thu hút người khác về, thì lúc đấy mình mới có năng lực để hướng dẫn người khác, năng lực để dẫn dắt người khác. Nghề của mình là gì? Thắp sáng, nghề truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Đúng không nào? Truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Thế thì automation marketing hay là gì đấy thì cái truyền cảm hứng nó phải từ mình, chứ không phải từ những cái video của người khác. Thì mình mới nâng cao được cái khả năng truyền cảm hứng của mình. Thế sau đó người ta vào đây, bắt đầu mình mới thắp sáng ước mơ, đúng không? Rồi sau đó dẫn dắt họ thành công. Thế bây giờ mình không tăng năng lực của mình, cho mình mớ người mình dẫn dắt kiểu gì bây giờ? Ví dụ như vậy. Rồi, cảm ơn Vũ Hạnh. Thế còn bạn nào thích làm cứ tự làm, thoải mái. Nếu bạn là cái người đã rất mạnh rồi, có khả năng huấn luyện đào tạo và phát triển con người rất tốt rồi, thì bạn có thể dùng công cụ đó để bạn có thể tuyển dụng nhanh. Tức là nếu mình là người đã có năng lực rồi, đã có khả năng huấn luyện đào tạo, dẫn dắt, khả năng lãnh đạo rồi, đúng không? Thì mình có thể sử dụng công cụ đó để mình có thể tuyển nhanh. Thế còn nếu mà mình còn đang ú ớ, ngu ngơ, gọi là ú ớ vịt rời ấy, thì càng cho nhanh người thì càng chết sớm. Không biết là Hạnh có hỏi gì thêm không? Không. Rồi, Hạnh bấm mic Hạnh. Dạ, em cảm ơn thủ lĩnh ạ. Em băn khoăn mãi suốt từ lúc sáng sớm 4 giờ sáng em tỉnh dậy. Em băn khoăn và em vào em tìm hiểu theo cái mà bạn ấy gửi cho em, và em bảo là không biết là có nên như thế không. Và em nghĩ là cái cách như thế này có thể tìm được rất là nhiều người. Thế nhưng mà cũng băn khoăn với cái cách cái con đường của bên mình đi. Cái công thức sở hữu xe hơi trong vòng 8 tháng thì không có chỉ dẫn như vậy. Thế thì trong nhóm em cũng vừa kiểm tra thì có bạn tư vấn viên mới của em. Em cũng muốn kết nối với bạn cũng rất là tích cực và cũng là rất là tập trung, xác định luôn là tâm thế là tập trung dồn thời gian cho series. Bạn cũng có một số câu hỏi, em xin phép được kết nối được không ạ? Ok. Dơn em có thể đặt câu hỏi để và giao lưu trực tiếp với thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường với em. Dạ vâng, em chào các anh chị, chào thủ lĩnh. Em chưa biết tên. Em tên là Dơn, năm nay em 33 tuổi. Rồi, chào. Vâng. Cái kênh kết nối của em để tìm về Siberia là em, thứ nhất là em cũng có được cho dùng
sản phẩm. Sau đấy thì chủ yếu nhất là em nhìn thấy những cái automation marketing đó thì em tự tìm hiểu. Em cũng có xem qua một số các bài đào tạo của anh ở trên YouTube, là em tự tìm. Sau đấy thì em mới kết nối đến chị Hạnh vào ngày hôm qua. Thực sự thì em là một người mới, em cũng chưa biết cái chiến lược hoặc cái con đường đi như thế nào. Bản thân em thì em cũng muốn là mình có một cái sự nghiệp cho riêng mình. Bởi vì bây giờ em cũng có nhiều những cái trách nhiệm rồi cơm áo gạo tiền thì mình cũng muốn là mình có một cái sự khẳng định bản thân. Và em tìm đến sản phẩm Siberia thì bản thân em trước đây ấy là em cũng sử dụng qua một số sản phẩm của bên khác rồi như là Hotline và University. Thì lúc đấy thì em cũng chưa có ý định là kinh doanh mà em chỉ dùng với mục đích là sử dụng cá nhân thôi. Tuy nhiên thì khi mà nghe chị Hạnh chia sẻ thì em cảm thấy rất là thích. Cộng với lại em có nghe qua một số cái bài đào tạo của anh em tự tìm ở trên mạng. Yes. À, thì bây giờ em là em không có chiến lược, không có con đường, gần như kiểu là rất là cảm thấy rất là mù mờ. Em không biết bắt đầu từ đâu. Tại bởi vì hôm qua, chiều hôm qua em mới gặp chị Hạnh đó. Thì hôm nay em được vào hệ thống luôn để nghe buổi đào tạo ngày hôm nay. Nên em cũng rất là mong được học hỏi từ các anh chị của Linh và các bạn. Ok. Rồi, chúc mừng em. Bây giờ anh hỏi Vũ Hạnh này, Vũ Hạnh Bật Minh này. Nếu không có cái hành trình em chia sẻ 1121 rồi xây dựng nhân hiệu, em có mạnh lên được không? Dạ không ạ. Em lớn lên từng ngày. Mình lớn lên từng ngày là do cái hành trình mình làm việc, đúng không? Thông qua cái việc mà mình đấy, mình học tập và mình chia sẻ và mình phát triển cá nhân. Đấy. Nếu mà mình sử dụng những cái công cụ mà người khác thì mình không thể lớn được. Đương nhiên mình vẫn sử dụng nhưng nó phải song song cả hai, đúng không? Vâng. Thế thì em biết dẫn dắt bạn ấy như nào rồi đúng không? Không có gì phải lo lắng cả. Dạ vâng. Do là bạn ấy đang có con nhỏ, bốn con, học luật gia và bạn ấy cũng là em gái của người bạn thân của em cũng làm cho Siri rồi. Và bạn ấy rất là chủ động và tự tìm kiếm các thông tin, tự tìm hiểu thông tin. Thế chiều hôm qua thì hai chị em gặp nhau mà chưa kịp mua sản phẩm. Em định là đến thứ năm thì lên trên công ty thì xong rồi em sẽ chuyển giao quy trình cho bạn ấy luôn. Còn bây giờ thì cứ để bạn ấy làm quen với môi trường ạ. Ok. Và để có cơ hội để trực tiếp giao lưu với thủ lĩnh thì đây là em cũng kết nối với bạn ấy luôn ạ. Ok. Cảm ơn em. Tặng cả nhà mấy câu thơ. Hoa nở sớm thì cánh tàn nhị héo. Trái chín non không chát thì chua. Hoa nở sớm thì cánh tàn nhị héo, trái chín non không chát thì chua. Cái gì thế? Nó phải đủ ngày đủ tháng, đủ ngày đủ tháng đủ năm. Đẳng cấp và sức mạnh không bao giờ đến được tức thì. Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến. Và cái hành trình mình rèn luyện đấy để mình chiến thắng cái thằng con người hèn nhát bên trong ấy, chiến thắng thằng lười, thằng hèn, thằng trì hoãn, cái thằng mà hay ngụy biện ấy. Hành trình đấy nó là hành trình thú vị, đúng không Đoàn Hồng Anh? Đoàn Hồng Anh thử chia sẻ đang trong hành trình 90 ngày xem là cái hành trình được một thời gian là chiến thắng thằng lười, thằng hèn, thằng trì hoãn như nào? Dạ, anh đầu tiên thì cái chiến thắng cái việc mà chuông báo thức phải dậy cũng là cả một cái cuộc chiến anh ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì sau khi mình làm được lần thứ nhất, lần thứ hai thì lần thứ ba nó tự thức ạ, không cần báo thức ạ. Thế còn một cái nữa là nói chuyện với người lạ. Thực ra thì em không có, tức là em không ấy ngại lắm. Thế nhưng mà em không có cảm giác là không sợ nhưng mà em không thích cái việc đấy. Cho nên là cái việc mà mở mồm ra nói chuyện với một người lạ thì đối với em cũng là cái việc mà khó khăn ạ. Thế nhưng mà khi mà mình có cái việc là mình phải làm thì mình sẽ hôm nay làm được với một người thì ngày mai mình có thể kết nối được với người thứ hai, thứ ba, mình không còn cảm thấy ngại ngần nữa.
Và cái quá trình em chiến đấu với lại cái thằng 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 hèn, thằng nhút nhát ấy, em thấy thế nào? Có thấy lớn lên không? Dạ, mỗi khi mà mình làm được rồi thì mình cảm thấy rất vui ạ, và mình cái tự tin, cái lớn lên của mình nó cũng tăng lên ạ. Mình thấy là ồ, nó cũng không không khó đến mức như là mình vẫn tưởng tượng ạ. Mình vẫn ngại ngần khi mình mở mồm chia sẻ với mọi người về Severi, mà hồi trước em khi mà em nói ấy, mà phản ứng của người đối diện là thờ ơ hay là không không có quan tâm lắm ấy thì em cũng thôi luôn. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà em mà có nói mà người ta chưa chưa thực sự quan tâm thì em phải nghĩ lại cách nói để mà người ta phải quan tâm, có nghĩa là em phải gõ ra mà người ta phải quay về là chú ý đến mình, chứ không phải là mình sẽ bỏ cuộc luôn ạ. Yes. Ok. Tốt. Rồi, Rồi xin em mời ạ. Phương Anh cướp mic cái nào. Đang ồn cũng được. Phương Anh Phạm. Bật mic được không? Nếu không bật mic được, chúng ta tiếp tục câu hỏi. Bạn làm nghề gì? Lê Hà, em làm nghề gì? Dạ, em chào anh, chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Dạ, nghề của em là nghề truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ và dẫn dắt. À, tốt. Hãy nói nó hẳn 1.000 lần để bao giờ mà khi mình mở miệng mình thấy đúng là mình là người truyền cảm hứng thật, đúng không? Ừ. Ok, Đào Giang làm nghề gì em? Em chào anh, chào tất cả các anh chị trên Zoom. À, em làm nghề tự do và chăm sóc sức khỏe chủ động cho tất cả mọi người và cho tất cả mọi người ạ. Wow. À, anh cho em có một chút được không ạ? Được. Em có anh Từ từ, nhưng mà tập trung vào đúng câu hỏi đã. Em làm nghề gì? em làm nghề tự do chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Rồi, bây giờ bình tĩnh nhá. Chúng ta biết này, trước khi mà cho cái gì đấy, chúng ta biết là mình bán cái gì. Tức là khi mà người ta hỏi mình làm nghề gì, thì việc của mình là phải tập biết cách marketing ngay lập tức nó. Mình phải gieo hạt mầm đầu tiên ngay lập tức. Nghề của mình là nghề truyền cảm hứng, nghề thắp sáng và nghề dẫn dắt. Mình bán ước mơ đúng không? Bán cơ hội. Có đúng không? Thì mình phải chọn một cái cách thức nào đấy để mình có thể bán mà như không bán. Gieo ngay lập tức. Gieo cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là mình bán mình này. Cái thứ hai ấy, là gieo một cái sự tò mò và ham muốn, chính là thắp sáng ước mơ ấy. Thì các bạn tự nghĩ đi. Bây giờ ở vai trò là nhà biên kịch, mình phải nghĩ, mình viết nó xuống, xong mình luyện, đúng không? Hỏi người hướng dẫn của mình xem ổn chưa? Thế sau đó là ôn lờ ôn, lờ ôn nôn năng luyện. Yes. Đào Giang nào, giới thiệu ai, bật mic cho nào. Anh cho em giới thiệu anh Hoạt, là anh ấy đang ở hiện tại anh ở Hà Nội và là thị trường lạnh của em ạ, và em nhờ anh giúp để cho anh hiểu rõ hơn về CV ạ. Ok. Rồi, xin mời anh Hoạt nào. Xin mời anh Hoạt bật mic. Anh Hoạt bật mic ạ. Nãy vào rồi. Rồi, có gì em kết nối nhá. Dạ vâng ạ. Mọi người cứ tắt hết cam này giờ hỏi sao bây giờ. Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Từ nãy giờ Nông Ngọc Tú có nghĩ ra được cái nghề gì hay ho, bật mic chia sẻ thôi.
Dạ, xin chào thủ lĩnh quốc tế. Thì sau khi mà nghe anh nói chuyện và các chị em chia sẻ thì em thấy mình phải biên kịch lại. Thứ nhất là bạn làm nghề gì, thì tôi là doanh nhân. À, mình phải định hình lại là mình là doanh nhân, mình sẽ đi giải quyết vấn đề. Đi giải quyết vấn đề cho xã hội, ví dụ như thu nhập này, sức khỏe này, chết ước mơ lâm sàng này. Tốt. Mình là nghề mang công ăn việc làm đến cho người khác. Tạo công ăn việc làm cho người khác. Đúng không? Cũng tốt. Đúng rồi đấy, bắt đầu tư duy đúng rồi đấy. Tư duy tốt rồi. Em cũng vẫn có một cái mắc nữa, đó là tuyển được tầng 1 rồi nhưng mà rất là khó dẫn dắt họ đi theo cái định hướng của mình á. Cụ thể sao nào? Ví dụ như lúc em gieo thì là đúng rồi, nhưng đến khi tuyển xong, ký hợp đồng xong thì bố sản phẩm rồi, nhưng mà gọi vào học Zoom này, xong rồi bắt đầu lên kế hoạch này. Bắt đầu kết nối và em bị mắc một cái tình trạng, đó là tầng 1 không bao giờ chủ động kết nối với mình á, mà toàn mình phải đi kết nối với họ. Ok. Đấy là cái em đang mắc. Ở đây có anh chị em nào cũng mắc thế không? Giơ ngón tay cái ra này. Rồi, cảm ơn. Thế bây giờ xem là ở đây ai có kinh nghiệm rồi. Vũ Hạnh nào, chia sẻ kinh nghiệm cho Nông Ngọc Tú với Vũ Hạnh. Dạ em xin lỗi, là lúc này em không được tập trung lắm, thủ lĩnh có thể nhắc lại cho em không hỏi. Cứ nhắc lại nào. Dạ, em chào chị Vũ Hạnh. Em chào có em. Một cái mắc ở đây, đó là mình phải đi kết nối với tầng 1 chứ kết nối với mình á. Rồi chị hiểu ý em rồi. Tức là em chủ động kết nối với người ta trước, chứ người ta chưa tự tìm đến em đúng không? Vâng. Cảm ơn em. Thì chị biết được đến đâu thì chị cứ gọi đến đấy. Nhưng bên chị hơi ồn, biết là em có nghe rõ không? Có, em nghe được ạ. Chị cũng không biết là chị làm thế nào nhỉ? Khi mà chị chia sẻ rồi thì đầu tiên ấy thì tức là phải đúng là người ta phải yêu thích. Người ta yêu thích cái và người ta biết lý do tại sao người ta phải làm. Tức là ngay cả từ cái khâu mà mình chia sẻ cơ hội kinh doanh ấy, thì mình hiểu vấn đề của họ và họ không bị chín non, không bị chín ép nhé. Tức là họ hoàn toàn thấy thích với cái cơ hội này rồi á, họ phải thì họ bắt đầu tập trung, nghĩa là họ phải tìm được một cái lý do đủ lớn và mình phải giúp cho người ta tìm được cái lý do đấy bằng cách nào. Trong quá trình chị chia sẻ kết nối này, sau khi mà họ ok với cái việc mà chị chia sẻ rồi á, họ sẵn sàng rồi, chị vẫn cho họ vào Zoom là nghe cái chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống ấy, chị vào đấy để có một cái bức tranh lớn tổng thể ấy, để cho họ là họ biết được, họ giải quyết được cái vấn đề bên trong của họ là tại sao họ phải làm CD. Thế sau đấy thì họ mua sản phẩm thì chị cho vào nhóm thì mình liên tục, lúc nào tức là cái nhóm của chị nó gần như là một gia đình thứ hai của chị vậy á, nhưng lúc nào chị cũng phải gắn mình với cái nhóm đấy của mình đấy. Thế thì có tất cả các chương trình mình đều cập nhật rồi này, có cái cảm xúc như thế nào mình cũng bày tỏ trong đấy, có nghĩa là nó là nhà mình nên là mình được quyền thể hiện là chính mình, thì họ cũng sẽ cảm thấy gần gũi này. Thế rồi mình ngay từ những cái ngày đầu tiên ấy thì chị cũng kết nối thường xuyên liên tục hàng ngày. Tức là chị cũng không quan tâm đến cái việc là người ta kết nối với mình hay là mình kết nối với người ta, nhưng mà chị chỉ biết rằng là bây giờ ấy, mà mọi người mà một ngày mà không nói chuyện với chị ấy, là mọi người sẽ nhớ chị. Thế thôi. À, chị giỏi quá. Cũng thế nào nhỉ? Cũng không, không hiểu được. Tức là mình cũng không cảm thấy mình với họ có cái khoảng cách gì hết á. Thế thôi. Thì không biết là nó có giúp được gì cho em hay không, nhưng mà chị thì cách của chị là như thế. Yes. Cảm ơn Vũ Hạnh. Rồi, Nông Ngọc Tú thấy sao? Thấy câu trả lời của chị Hạnh thế nào? Dạ, em cảm ơn chị Hạnh đã chia sẻ. Thì em đang cảm thấy là mình mắc ở một chỗ, đó là không cho lý do người ta tại sao người ta phải làm ý, đó cái động lực của họ không đủ lớn nhỉ. Cái lý do họ không đủ lớn. Và một cái nữa
đó là em hay vẫn hay mắc làm theo tiềm thức và hay nhắn tin. Em hay nhắn tin, em không 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 gọi điện để biết được là người ta đang chống đối mình cái gì đó. Em phát hiện ra mình có hai cái mắc như này. Nhắn tin mình không mình nhắn tin rất khó để xử lý từ chối. Bởi vì khi mà không nhìn thấy nhau ấy, thì cái lời này biết nói dối rất dễ đúng không? Nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không nói dối được. Ngôn ngữ cơ thể không nói dối được. Cũng cùng là lời nói đó, nhưng mà nhìn ngôn ngữ cơ thể chúng ta sẽ biết ngay. Thì cái quá trình dẫn dắt đương nhiên là có lúc nhắn tin, có lúc video call, có lúc gọi điện. Phải không nào? Với lại Tú phải hình dung lại cái quá trình lúc đầu của em ấy. Lúc đầu em có vào Zoom không? Có chịu học không? Dạ không ạ. Thế chuyện bình thường. Mình nhớ lại, mình cũng thấy là cái quá trình chuyển đổi của một con người là bình thường. Không phải ai đầu tiên người ta cũng nhận ra cần phải học tập ngay đâu. Không phải ai cũng nhận ra cơ hội ngay đâu. Mặc dù họ ký hợp đồng có thể lúc, bởi vì tùy cái nhóm người khác nhau. Có cái màu, ví dụ như cái màu nhóm C ấy, cái màu xanh dương ấy, là người ta tìm hiểu rất kỹ, sau đó họ, cái người đấy mà ra quyết định ấy, thì họ sẽ rất lâu bỏ cuộc. Nhưng cái màu xanh lá mà ra quyết định bởi vì cảm xúc ấy, đấy, là cả thèm chóng chán mà. Có thể cái lúc ra quyết định là cảm xúc lên cao, lý trí bằng không. Thế xong sau quyết định thì có thể rất nhanh quyết định bằng cảm xúc, nhưng sau đó sớm bỏ cuộc. Còn cái người mà màu đỏ ấy, thì họ quyết liệt, đúng không? Cũng có thể ra quyết định nhanh. Đấy, nhưng sau đó nếu như mình không sát sần sạt, mình không một cái quá trình để họ nhìn thấy rõ ràng hơn nữa tất cả mọi thứ đồng hành cùng với họ, cũng có thể bỏ cuộc. Trong cái nghề công việc kinh doanh này, chúng ta biết này, tại sao hôm trước chúng ta đăng những cái câu giống như người ta sẵn sàng, nếu mà làm 3 năm để xây dựng ước mơ cho mình, người ta không sẵn sàng bỏ ra 3 năm để xây dựng ước mơ cho mình, nhưng mà sẵn sàng nhẫn nại, kiên nhẫn 30 năm để xây dựng ước mơ cho người khác. Thế bởi vì tiềm thức nó dẫn dắt rồi. Tiềm thức nó dẫn dắt là đi làm thuê rồi, đi làm công ăn lương, là tiềm thức nó dẫn dắt là ở trong vùng thoải mái. Đấy, và khi bắt đầu làm một công việc mới, là làm một cái việc mà ở vùng không thoải mái. Tuần trăng mật của một người làm kinh doanh theo mạng kéo dài thông thường 3 tháng. Và phần lớn những người bỏ cuộc sẽ nằm ở trong khoảng 3 tháng đầu tiên này. Tỷ lệ bỏ cuộc lớn nhất nằm ở trong 3 tháng đầu tiên. Đấy, nó gọi là tuần trăng mật của một người làm kinh doanh theo mạng. Dẫn dắt người mới, nói thẳng cho họ biết, xem là có thử thách được qua 3 tháng. Đầu tiên lập mục tiêu đúng không? Đấy, 6 cái bước, 5 cái mục tiêu quan trọng ấy. Hôm trước chúng ta nói đi nói lại rất nhiều rồi. Máy bay cất cánh K6, 10 triệu, K8, 40 triệu, K9, 60, 100 triệu, K11, 200 triệu, K14, 600 triệu trở lên. Bạn chọn mục tiêu nào? Đó nào? Bạn chọn mục tiêu nào? Tháng nào, năm nào? Tự lựa chọn. Có thể lúc đấy là bằng ý thức, bởi nó chưa có trong tiềm thức. Ý thức lựa chọn ra. Bạn có cam kết... Anh là thế đâu? Con đừng sờ vào đấy con ơi. Anh là... Có cam kết học và hành đến cùng để đạt mục tiêu đó hay không? Thì ban đầu là cứ cho nhận thức bằng ý thức như thế đã. Rồi nói cho họ trước tuần trăng mật của một người làm kinh doanh theo mạng thường bỏ cuộc trong vòng 3 tháng. Nói cho họ biết lý do tại sao. Hố C ấy. Vì sao? Bởi vì bắt đầu vượt ra khỏi vùng không thoải mái. Đúng không nào? Đấy, bạn nào mới ấy, ngày hôm nay cần cho các bạn biết trước, thường bỏ cuộc trong vòng 3 tháng. Đây được gọi là vùng thoải mái. Đấy. Thế bây giờ tự nhiên đi chia sẻ, tự nhiên bây giờ phải học là mình bắt đầu mình bước ra vùng không thoải mái. Ngày xưa mình làm cái công việc gì đó không ai phản đối mình cả. Thế tự nhiên bây giờ làm cái nghề này sao gặp phản đối nhiều thế? Tự nhiên lại phải học Zoom, đúng không? Tự nhiên lại phải thay đổi. Tự nhiên lại tập thể dục. Tự nhiên lại bảo nhớ đọc sách. Tự nhiên đọc tuyên bố của mấy thằng hâm hâm.
toàn những thứ nó không thoải mái đấy. Tự nhiên dậy sớm học Zoom hay là đọc sách với nhau. Thì ngày trước thì nằm ngủ dậy muộn à, đấy giống như Hồng Anh ấy. ngủ muộn ngủ dậy mà không ngủ dậy muộn thì nó rất sướng, có đúng không? Thế bây giờ đặt chuông dậy rất là khó chịu, không thoải mái. Đấy là quá trình thay đổi. Và phần lớn mọi người sẽ bỏ cuộc ở trong 3 tháng đầu tiên. Bởi vì tự nhiên mình làm một cái nghề đang rất thoải mái, giờ tự nhiên không thoải mái. Nhưng mọi người không hiểu được rằng là vì mình rất thoải mái cho nên tiền nó cũng chỉ có thế thôi. Theo cả nhà, những thứ tốt đẹp nó nằm ở vùng thoải mái hay vùng không thoải mái. Ai thấy là những thứ tốt đẹp, nhiều thứ tốt đẹp nó nằm ở vùng không thoải mái giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Tất cả những cái gì tốt đẹp nhất ấy, thì nó lại nằm ở cái vùng không thoải mái. Cho đến khi nào mình cảm thấy thoải mái ở vùng không thoải mái thì những thứ tốt đẹp nó đến, thì sau đó nó lại có cái vùng không thoải mái hơn. Ví dụ mình lên K6 rồi, mình lại có cái vùng không thoải mái mới. Mình lên K7 lại có cái vùng không thoải mái mới. Mình lên K8 lại có cái vùng không thoải mái mới. Giống như Vũ Hạnh hôm nay là 4 giờ dậy thao thức, không biết là dẫn dắt bạn này kiểu gì, ví dụ như thế. Nó sẽ có những cái thứ nó luôn luôn có những cái thứ có những cái vùng không thoải mái mới mà mình cần phải vượt qua, và càng ngày càng mở rộng cái vùng không thoải mái đấy. Đúng không ạ? Rồi ví dụ như Cường bây giờ thế thôi. Thế thì ví dụ như đi dọc bờ biển thì 6 giờ. Nếu mà đi tắm biển là rất thoải mái. Nhưng bây giờ dậy sớm hơn để coaching đội ô tô chẳng hạn. Nếu như mà mình lại thấy không thoải mái chẳng hạn, thì mình phải vượt qua, vân vân. Tuần trăng mật của một người làm kinh doanh theo mạng nằm trong 3 tháng đầu tiên. Và ai vượt qua 3 tháng này thì có cơ hội tiến lên. Mình tư duy cái gì? Tư duy cho nó chuẩn. Đi làm nghề gì đó, đi nghề học nghề nấu bếp thì cũng phải học 3 tháng. Sau đó đã trở thành bếp, đầu bếp giỏi được đâu, còn phải nấu chán. Có đúng không? Lái xe, nghề lái xe cũng thế, cũng phải học khoảng 3 tháng mà. Sau đó bắt tập luyện một hành trình. Rồi đi làm học cái gì đó trung cấp phải mất 2 năm, đại học 4 năm. Có đúng không? Bây giờ chúng ta vào học cái nghề này, nghề làm chủ cuộc đời của mình mà dục tốc bất đạt. Đấy. Nãy Cường chia sẻ câu thơ rồi đấy. Hoa nở sớm thì cánh tàn nhị héo, trái chín non không chát thì chua. Đúng không nào? Nông Ngọc Tú, mình làm việc với người ta phải xác định cho người ta biết khó khăn trước. Thay vì cho biết thuận lợi, cho biết khó khăn trước. Cho nó nhanh. Đấy. Đối diện với thử thách thế. Rồi nói cho người ta hai cái nỗi sợ hãi trước. Nỗi sợ không được yêu này. Bây giờ làm này, kiểu gì đi, kiểu gì gặp phản đối, mình cho biết trước. Và khi đi tuyển dụng hay bán hàng gặp phản đối, lúc đấy cuộc bán hàng, cuộc tuyển dụng mới là bắt đầu. Đúng không? Cho người ta biết trước rào cản, cho biết trước khó khăn. Vượt qua được thì tiến lên. Có xe hơi, có tự do, không vượt qua được thì vẫn thế. Bây giờ chọn cách nào là do mình. Ok. Cảm ơn câu hỏi của Nông Ngọc Tú. Những người bỏ cuộc ấy bởi vì vào nhìn thấy lớp 3 làm được, lớp 8 làm được, nông dân làm được, bán cá làm được. Thế nhưng mà không hiểu hành trình người ta làm thế nào, người ta vượt qua khó khăn thử thách ra làm sao, đúng không? À, rồi tự tin một cách thái quá vào những gì mình đang biết, mình đã biết. Thế là xong bắt đầu làm mình mới thấy, ô chứ tôi không ngờ, nó lại không như những gì mình nghĩ. Thế là bắt đầu tụt cảm xúc. À, và tụt cảm xúc là rất dễ dẫn đến bỏ cuộc. Rồi tặng cả nhà 3 bí quyết thành công. Anh chị em nào muốn nghe bí quyết thành công giơ ngón tay cái. Sáng sớm ngày hôm nay Cường cũng tặng các bạn trong cái nhóm ô tô. Ông Winston Churchill, ông là một nhà diễn giả bậc thầy. Thế trong một cái chương trình huấn luyện đào tạo,
ông tổ chức một cái chương trình, một cái sự kiện đào tạo cỡ khoảng 10.000 người, làm những cái chương trình marketing các thứ rất là rầm rộ, đến cái một cái góc sân vận động nhỏ khoảng 10.000 người, tức là người ta thuê ở giống như cái sân quần ngựa của chúng ta, sân quần ngựa chưa chứa được 10.000 người, sân hàng đẩy được khoảng nửa cái sân hàng đẩy, và một cái chương trình như vậy marketing hàng tháng trời. Mọi người, Winston Churchill sẽ chia sẻ ba cái bí mật thành công mà ông ấy đã áp dụng và ông đã giúp được biết bao nhiêu con người thành công. Và mọi người đến rất là háo hức, đến từ rất sớm, chật kín cái khán phòng 10.000 người đó. Và sau đó thì MC ra sân khấu và bắt đầu giới thiệu. Rồi, xin mời, trân trọng, đấy, kính mời diễn giả Winston Churchill bước ra sân khấu. Và Winston Churchill ra nói, bao nhiêu trong số các bạn, how many of you want to have the secrets of success in your life? Raise your hand. Bao nhiêu số các bạn mà muốn sở hữu cho mình cái bí quyết thành công, cái bí mật thành công thì giơ tay. Hay tất cả giơ tay. Ai? Tôi, đúng không? Và ông hỏi lại một lần nữa. Hay sau đó thì ông chia sẻ ba bí quyết thành công. Ngày hôm nay tôi đến đây để chia sẻ cho các bạn về ba cái bí quyết thành công. Nó đã giúp tôi thành công, đã giúp được hàng vạn những con người khác thành công. Đó. Bao nhiêu anh chị em mà thực sự muốn nghe cái bí quyết này thì tất cả giơ tay nói rất to, tôi. Bí quyết số 1. Bí quyết số 1 đấy là quyết không bỏ cuộc. Quyết không bỏ cuộc. Đấy. Rồi mọi người đang rất hào hứng ghi chép. Bí quyết số 2. Bí quyết này nó quan trọng hơn bí quyết thứ nhất, đấy là quyết không bỏ cuộc. Và bí quyết số 3 đấy là quyết không bỏ cuộc. Đấy, và ông tạm biệt, ông ra về. Và ông ấy ra về và để cả 10.000 người chứng hưởng. À, tức là sao? Có những người di chuyển thậm chí từ nước ngoài bay sang, có những người di chuyển hàng chục, hàng trăm km đến đấy, chỉ trong vòng ông ấy xuất hiện trên sân khấu cỡ khoảng độ 3 phút, sau đó ông tạm biệt. Và mọi người, và sau cái sự kiện đó, với những người mà thái độ tiêu cực, phải bỏ ra nhiều tiền bạc di chuyển thì, và họ không học được bài học ấy, thì cuộc đời vẫn thế. Nhưng có những người họ suy nghĩ rất kỹ và ngộ rất là sâu. Đấy, và họ thành công. Và có rất là nhiều người trong cái lần chia sẻ đó thành công. Ông ấy nói xuất hiện trên sân khấu đúng khoảng 3 phút như thế. Bí quyết thứ nhất là quyết không bỏ cuộc. Bí quyết số 2 là quyết không bỏ cuộc. Và bí quyết số 3 đấy là quyết không bỏ cuộc. Cái người bỏ cuộc thì có bao giờ thành công được không? Người bỏ cuộc làm sao thành công được, đúng không nào? Đấy là ba bí quyết của Winston Churchill. Quyết không bỏ cuộc. Never give up. À, có rất là nhiều những cái video của những diễn giả, của những người thành công, họ nói về never give up. Không bao giờ bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Đây, để Cường tìm xem có cái video nào hay bật cho các bạn tỉnh ngủ đi nào. Đừng tức giận với những kẻ. Ok. Đây, nghe cái clip này cả. Đừng tức giận với những kẻ chê bai mục tiêu của bạn. Đừng tức giận với những người khẩy miệng cười vào những việc bạn làm. Đừng tức giận với những ai hả hê vì thất bại của bạn. Vì bạn không có quyền tức giận với họ, và họ cũng không đáng để bạn nổi giận. Kẻ đáng để bạn tức giận chính là bản thân bạn. Hãy tức giận với chính mình vì đã để thời gian trôi qua vô nghĩa. Hãy tức giận với chính mình vì đã quá dễ dãi với những vui thú tầm thường. Hãy tức giận với chính mình vì đã không thật sự nỗ lực hết mình. Bởi suy cho cùng,
nguyên nhân thất bại chính là bạn, tuyệt đối không phải ai khác. Liên tục lướt Facebook đếm like, tranh cãi bàn luận vô bổ về giới showbiz, trì hoãn lười nhác tiêu cực trong công việc và cuộc sống, hành động vô nghĩa không thể mang lại cuộc đời ý nghĩa. Hãy tức giận với bản thân, nhưng làm ơn đừng thức dậy mỗi ngày và để nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra dằn vặt bạn. Không có lý do gì để bạn khóc lóc cho cái tôi hèn yếu hơn miệng đời. Không có lý do gì để bạn cứ đứng yên tại chỗ và mặc kệ bản thân tàn tạ. Không có lý do gì để bạn tiếp tục nhìn thời gian trôi vào hư không. Đừng trừng phạt tương lai bằng những lỗi lầm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho bản thân. Thất bại đâu có nghĩa là kết thúc. Thất bại chỉ là những trạm nhỏ trên hành trình đầy cam go của cuộc sống. Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu bạn mắc kẹt và cùng đường, hãy tự tạo con đường để bước tiếp. Nếu mỏi, hãy dừng chân. Nếu mệt, hãy nằm nghỉ. Nhưng làm ơn, đừng bỏ cuộc. Bởi mọi quyết định bỏ cuộc luôn là quá sớm. Kẻ trụ lại đến cùng mới là người chiến thắng. Thậm chí nếu bạn đã bỏ cuộc, thì việc làm lại từ đầu cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn đủ dũng cảm tha thứ cho bản thân để bắt đầu lại một năm trọn vẹn và rực rỡ, hãy ngay lập tức viết ra những mục tiêu, dự định và kế hoạch thực hiện. Mọi chuyện có rõ ràng thì mới dễ dàng. Kết quả ngoại hạng đến từ kế hoạch ngoại hạng. Mục tiêu ngoại hạng cần sự tập trung ngoại hạng. Tinh thần ngoại hạng tạo ra con người ngoại hạng. Lựa chọn thuộc về bạn. Bill Gates đã nói, suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy ai giàu trí thức mà lại nghèo về tiền bạc. Yes, rồi. Xem video có thấy cảm hứng không nào? Nè. Ok, có anh chị em nào có câu hỏi gì không? Xin mời. Mời cả nhà mình. Và bí quyết thành công ấy. Never give up. Never, never give up. Và bí quyết thứ ba là never, never, never give up. Và bỏ cuộc ở đây ấy, quan trọng là bỏ cuộc hàng ngày này. Mới là quan trọng. Không phải là chỉ bỏ cuộc Sibri đâu. Những cái việc làm hàng ngày, đều đặn hàng ngày. Đúng không? Rồi, lại kể tiếp cho cả nhà nghe một câu chuyện nữa. Ở đây bao nhiêu anh chị em thích nghe chuyện thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vẫn là Winston Churchill. Ông này ông có một cái khả năng, ông có khả năng huấn luyện và diễn thuyết khác người. Thì lần này thì có một cái sự kiện cỡ khoảng 5.000 người. Cỡ khoảng 5.000 người tập trung ở một cái hội trường lớn hơn cái trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình của chúng ta thì được sức chứa khoảng 4.000 người. Đấy. Và cũng là một cái chương trình marketing cũng rất là rầm rộ như vậy. Đấy. Và cũng có những người bay từ nước khác bay sang tham dự cái sự kiện lần này. Người ông là một diễn giả rất đặc biệt. Một cái người mà đã thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu con người. Winston Churchill. Và khi mà bắt đầu MC rồi khởi động tất cả mọi thứ, mọi người rất là hào hứng rồi, hình ảnh chiếu video về Winston Churchill, bậc thầy huấn luyện đào tạo rồi vân vân. Mọi người rất là chờ đón giây phút ông bước ra sân khấu. Và khi ông bước ra sân khấu cùng với mấy chàng thanh niên bê ra một cái phên sắt như thế này. Đấy, và trên cái phên sắt đấy đặt một cái quả cầu sắt. Đấy, và ông ấy đứng đấy và ông ấy cầm một cái cây bút. Và ông ấy cũng đặt những cái câu hỏi, bao nhiêu số các bạn muốn cuộc đời của mình giàu có hơn, giơ tay nói tôi. Và bao nhiêu trong số các bạn đã có mặt tại đây rồi, quyết tâm có mặt đến cùng để mình sở hữu cho mình những cái bí quyết để mình thay đổi cuộc đời thì nói tôi, và tất cả mọi người nói tôi. Đấy, và bắt đầu, và bí quyết là như này. Thế bắt đầu ông ấy đứng, bắt đầu ông ấy cầm cái cây bút, ông ấy gõ cái quả cầu sắt ấy. Ông gõ. Ông chỉ tập trung vào cái việc gõ thôi, 5 đến 10 phút. Ở dưới đám đông có rất là nhiều người bực mình, không hiểu ông này ông làm cái trò chống gì,
ông không nói năng gì, ông cứ gõ này. Và bắt đầu một số người bỏ ra về 15 phút, 20 phút, tiếp tục khoảng hơn 1.000 con người bỏ ra về 25 phút, 30 phút, lại thêm những nghìn người nữa bỏ ra về, và hơn 40 phút thì lúc đấy chỉ còn vài trăm người thôi ở lại, đặc biệt là những người ở phía trên ấy, thì họ trụ lại đấy, và bắt đầu quả cầu nó quay. Và khi cái quả cầu sắt bắt đầu nó quay, dần dần nó quay nhanh hơn, nó quay nhanh hơn, nó quay nhanh hơn, và nó quay nhanh hơn, và nó quay nhanh hơn nữa, và bắt đầu nó quay tít, nó quay tít. Đấy. Thế sau đó ông hỏi những cái người ở dưới, các bạn học được bài học gì từ cái buổi tôi diễn thuyết mà bằng ngôn ngữ cơ thể ngày hôm nay, tôi bằng hành động mà tôi không nói câu nào cả. Rồi, các bạn học được bài học gì? Ai muốn chia sẻ bài học? Vân Vích, nói tôi. Tôi. Rồi, xin mời Hoàng Hà. Là sự kiên trì. À. Nỗ lực kiên trì, hành động từng liên tục. Hay. Nỗ lực kiên trì, hành động liên tục không ngừng nghỉ. Rồi, tốt. Ai nữa nào? Học được bài học gì? Tôi, Hoàng Lan. Xin mời Hoàng Lan. Dạ, em xin lỗi, em đang đi trên xe, mặt em đang ấy nên em để khẩu trang. Ok. Sau này thì cái sau cái bài học của ông, khi mà ông lấy búa ông đánh vào quả cầu ấy, thì lúc đầu thì theo phán đoán của em thì lúc đầu thì quả cầu sẽ không quay. Nó ý như thế. Vâng. Đấy là theo suy nghĩ của cá nhân em. Thì bài học là gì? Tức là nó sẽ không quay, và khi mà đến một cái thời điểm nào đó thì nó sẽ quay rất là nhanh. Nó quay nhanh thì cũng giống như chúng ta làm việc ấy. Cái giai đoạn đầu là một cái giai đoạn rất là khó khăn. Một cái giai đoạn rất là khó khăn và thử thách, và nó rất là chậm chạp. Nếu ai vượt qua được cái giới hạn đó thì đến một lúc nào đó nó sẽ chuyển động trên một đường băng, cái kiểu như là mình mới bắt đầu khởi động, nó sẽ chuyển động và không ngừng được, và nó càng ngày càng chuyển động nhanh hơn và trơn tru hơn ạ. Yes. Đó là học em rút ra. Cảm ơn Hoàng Lan. Rồi, thêm một chia sẻ nữa nào. Ai muốn chia sẻ bài học của mình nhận ra được? Rồi, xin mời Lê Hà. Tôi. Chào anh. Em chào các anh chị em trên Zoom. Nghe qua nghe lại cái câu chuyện của Thủ Lĩnh ạ, thì em học được bài học là mình luôn phải kiên trì, phải luôn hành động lặp đi lặp lại, và để mà có kết quả thì mình khi mà lúc đầu ấy mà mình mới làm thì cũng như quả cầu ấy, khi mà mới gõ thì nó cũng đứng lặng yên, thì khi mà gõ đến cái độ mà để nó chuyển động thì cũng như mình cũng thế, khi mà mình đã gieo, bây giờ mình bắt đầu làm thì mình tập trung gieo, cứ gieo thôi, không có nghĩa là mình tập trung vào nhân chứ không tập trung vào quả. Cứ gieo đến khi nào mà nó độ đủ cái độ thì là nó sẽ tự nó nảy mầm, nó thì là đến khi đấy thì mình có kết quả rồi thì tự động là cái hệ thống của mình nó sẽ phát triển. Chứ bây giờ mình cứ tập trung vào quả, mình gieo nhưng mà mình lại muốn nó nảy mầm ngay, mình lại muốn nó có quả ngay thì em tin chắc là nó không đạt được cái điều mà mình mong muốn. Yes. Cảm ơn Lê Hà, hay quá. Ngọc Tú. Qua cái câu chuyện này thì em có một cái bài học, đó là áp dụng một series của mình luôn á. Khi mà em cũng mới bắt đầu thì nó chẳng có cái gì cả, nó không có gì hoạt động và nó cũng chẳng có cái gì hết. Và khi mình quyết tâm, mình chờ, vừa hành động vừa chờ xem và đúc rút kinh nghiệm, học hỏi từ những người khác, xem những người thành công họ làm, xem cái leader họ làm như thế nào, và mình học tập, mình đúc rút kinh nghiệm và mình cứ làm thôi ạ. Đến một ngày nào đó khi mà mình đủ người, mình đủ lớn, mình cái cảm hứng mình truyền đi, cái thông điệp nó rõ ràng, thì mình sẽ có được những cái con người mà tin đi theo mình ạ. Và cái quả cầu sự nghiệp của mình sẽ bắt đầu quay, và
và đến khi mà nó đã quay rồi thì không thể dừng lại cái sự quay đấy ạ. Tốt, hay quá. Ngoài những cái bài học rất hay vừa rồi ra thì là một người hướng dẫn, thì Vũ Hạnh học được bài học gì ở góc độ người hướng dẫn đội nhóm? Thử nghĩ ra nào. Ở góc độ người hướng dẫn đội nhóm, ở góc độ của nhà đào tạo, mình sẽ học được bài học gì? Hồng Anh, ở góc độ người hướng dẫn đội nhóm, mình học bài học gì? Dạ. Em thấy là đầu tiên là mình cần phải tập trung vào việc của mình. Và mình cũng và làm cái việc đấy tập lặp đi lặp lại. Và mình cũng truyền cảm hứng đối với đội ngũ của mình về cái việc điều đó ạ. Và khi mà mọi người đều tập trung vào việc của mình, cùng làm việc nhỏ hàng ngày đều đặn, thì cái thành công lớn đến mình sẽ không thể ngăn được ạ. Yes. Ok, rất tốt. Cảm ơn Hồng Anh và cảm ơn cả nhà. Rồi, Vũ Hạnh nghĩ ra bài học chưa? Bên cạnh Hồng Anh chia sẻ bài học của người dẫn đội nhóm, của người đào tạo đội nhóm, mình sẽ học bài học gì? Em xin thêm một ý kiến nữa. Xin mời. Vâng, em lúc nãy thì em để ý nhiều đến chi tiết quả cầu, thì em còn thêm một cái ý kiến nữa. Nếu đứng về góc cạnh của người hướng dẫn và xây dựng đội nhóm, thì cái hình ảnh mà khi ông gõ nhá, thì rất là nhiều những cái đoàn người mà bỏ về, ra về và bỏ đi ấy, nó cũng như là cái hình ảnh xây dựng cái mô hình kinh doanh MLM của mình nói chung, nói riêng, và những cái một số những cái mô hình kinh doanh khác, mà đặc biệt là cái mô hình kinh doanh MLM của mình ấy, cái việc mà những người ở lại với mình ấy là những cái người mà sẽ cùng một cái giá trị, một cái niềm tin như mình, thì người ta sẽ ở lại được đến cuối cùng với mình. Còn cái việc ra đi, rất là nhiều người ra đi, đó là cái chuyện rất là bình thường. Hay quá nhỉ. Hoàng Lan là đội nào ấy nhỉ? Em là đội của chị Hương. Vợ Lan ấy. Lan vợ Thành ấy hả? Vâng ạ. Bây giờ đeo khẩu trang không nhận ra. Okay. Vâng, em xin lỗi cả nhà, hôm nay em đang đi làm cái mặt ở nắng, nên là hai vợ chồng cũng đang đi chia sẻ cho đội nhóm, thế nên là ở nắng em đang đeo khẩu trang một chút ạ. Nhưng em rất là thích học và nghe thủ lĩnh chia sẻ, với các chị em chia sẻ. Mỗi một bài học của các chị em, là của anh chị em trong nhóm, chính là một cái câu chuyện của mình đó, nên là em rất là cảm ơn ạ. Vâng, em xin phép. Nhiều. Yes. Rồi, ai còn học thêm được bài học gì nữa từ câu chuyện này? Tôi Vũ Nga. Rồi, xin mời Vũ Nga. Em chào anh Trung Cường, chào các anh chị trong đội nhóm ạ. Thì qua cái câu chuyện này thì em học được 3 bài học. Bài học thứ nhất đấy là cái sự kiên định của cái người leader. Dù ai có là làm, có ở lại hay không, thì cái người leader vẫn tập trung vào công việc của mình để làm việc. Điều thứ hai đấy là những cái bước đi đầu tiên thì nó sẽ khó khăn, và nó không thể ngay một phát là nó vào chuyên tu được, mà cần phải có thời gian. Giống như việc gõ quả cầu, bước đầu là nó không thể chạy được, nhưng mà khi mà có thời gian và có một cái lực tác động đến một cái mức nào đấy là nó sẽ chuyển động. Còn bài học thứ ba của em đấy là với những cái người mà ở lại, tức là những người kiên định, thì họ sẽ nhìn thấy được cái sự thành công ở đây. Em học được 3 bài học như vậy ạ. Ok, cảm ơn Vũ Nga, hay quá. Đấy, tất cả những bài học vừa rồi mọi người chia sẻ đều rất là hay, đúng không? Bài học là do mình tự rút ra. Thế thì đấy, ông thông qua một cái việc mà ông ấy làm, cái việc đấy chúng ta quan sát, chúng ta phân tích đúc kết, và chúng ta thấy được rất nhiều bài học, đúng không? Là một người leader giống như Vũ Nga vừa nói đấy, chỉ tập trung vào việc của mình, giống như Đoàn Hồng Anh, tập trung vào việc của mình và kiên định với nó, và luyện để không những cái cảm xúc khác nó không chi phối. Nếu người bình thường mà tự nhiên đi diễn thuyết, đi đào tạo, người ta bỏ ra về là mình sao? Là mình cuống hết cả lên, đúng không? Nên đây ông tập trung đúng vào việc của mình. Tập trung vào việc của mình. Kiên định.
leader là phải rất kiên định với lại cái vector mình hướng dẫn mọi người, dẫn dắt mọi người tập trung vào phương pháp. Vũ Hạnh sau 7 tháng vào dự án ô tô lấy ô tô rồi mình tập kiên định với phương pháp chứ, có phải không nào? Thế thì nếu mà mình không kiên định với phương pháp ấy, thế bây giờ mình nhìn thấy một cái cách nào đó mình cứ nghĩ là hay nhưng mà mình không biết được, rồi mình cũng không biết là cách này có hay hay không. Thế bây giờ nếu mà mình không có định là mình sẽ dễ lại thay đổi và làm theo chẳng hạn thì rất nguy hiểm, có đúng không? Mà trong khi đó phương pháp của mình là đã ra kết quả rất tốt rồi, đang giúp anh chị em tiến lên con người mình thay đổi, mình phải có định và kết quả là chân lý. Tất nhiên là không bỏ qua những sự sáng tạo, nhưng mà nhìn nó ở góc độ rất đa chiều. Những cái phương pháp khác mình phải nhìn nó ở những góc độ rất đa chiều. Trước khi làm cái gì phải biết đích của nó. Thì cái đích của cái việc mà cái phương pháp mà lúc nãy Hạnh hỏi thì đích nó là cái gì? Cái đích đấy, automation marketing có thể đích là tạo ra một cái việc mà thu hút được người nhanh, đúng không? Nhưng ngược lại thì nó lại không rèn luyện để trở thành một cái người có sức hút, mà lại sao chỉ thông qua những cái video có sẵn thôi, vân vân. Rồi qua cái câu chuyện gõ này, chúng ta nếu là một tư vấn viên bình thường thì mình phải hiểu là chỉ cần làm lặp đi lặp lại những việc đơn giản, lặp đi lặp lại hàng ngày, lặp đi lặp lại, 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 lặp đi lặp lại đến khi nó đủ năng lượng thì quả cầu nó quay, có đúng không? Và chúng ta cũng thế thôi, làm lặp đi lặp lại cái việc gieo này, lặp đi lặp lại kết nối chia sẻ, học tập 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 kết nối chia sẻ đến lúc mà nó đủ lượng, lượng đủ thì chất đổi, đủ nắng hoa sẽ nở, đúng không? Đấy là quy tắc của gieo hạt. Và thường người ta bỏ cuộc là do không quản trị được cảm xúc, do bị gọi là gì, kỳ vọng và sau đó để rồi thất vọng. Kỳ vọng vào quả, những người mình gieo thì lẽ ra mình tập trung vào cái việc mình gieo thôi, tức là cái việc kết nối chia sẻ, kết nối chia sẻ, nhưng lại do mình tập trung vào quả, mình kỳ vọng vào quả và cuối cùng nó không ra quả và để rồi thất vọng, có phải không nào? Để rồi thất vọng và thất vọng thì bỏ cuộc, 1, 2, 3, 4 lần thất vọng, thế là thôi, tèo tèo tèo, bắt đầu mất niềm tin vào bản thân. Đấy. Rồi, cả nhà hôm nay, trưa hôm nay chỉ cần học được cái bài học 3 bí mật thành công của ông, quyết không bỏ cuộc, quyết không bỏ cuộc, quyết không, quyết không, quyết không bỏ cuộc, và làm, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, học tập kết nối chia sẻ marketing, đúng không? Học tập kết nối chia sẻ xây dựng nhân hiệu, có mỗi thế thôi mà. Học tập kết nối chia sẻ xây dựng nhân hiệu, học tập kết nối chia sẻ xây dựng nhân hiệu, việc gì thì cũng phải sao, cái đầu này làm việc và cái miệng này nó mở ra thì tiền nó đến. Chúng ta thấy nghề này nó hay không? Có mỗi việc là gì, học tập để cho nó vào đầu, những bài học cho vào đầu, cái miệng này mở ra. Đấy. Thế là dần dần tự quả nó sẽ ra quả, có phải không? Đơn giản hay rất đơn giản? Ai thấy rất đơn giản giơ ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà. Nhưng mà mình có đủ kiên nhẫn để mình làm những việc đơn giản đấy, lặp đi lặp lại, 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 lặp đi lặp lại hay không? À, chiến thắng dành cho người kiên trì và người hiểu quy luật thành công. Ok, 13:19. Chúng ta thêm 6 phút nữa. Ai có câu hỏi gì muốn chia sẻ gì, chúng ta có thể bật mic. Phạm Phương Anh nào. Dạ, em đây, em chào thủ lĩnh. Rồi. Dạ, okay. Về nó yên tĩnh nên em mới bật mic được. Yes. Em vẫn nghe từ đầu đến cuối. Thật ra những bài học này ấy, thì đúng là phải nghe đi nghe lại để mà mình cũng là gieo vào tiềm thức nữa. Thật ra khi mà mỗi lần mà em bị tóm lại là không phải là tụt năng lượng, không phải là down năng lượng đâu, nhưng mà cảm thấy là mình cũng mất tinh thần ấy, hoặc là mình cảm thấy là mình tức là mình cảm thấy là mình buồn chán ấy, kiểu như thế, thì kiểu gì em cũng sẽ phải bật những cái
video lại của anh để nghe lại, tức là mình lại cài đặt lại theo kiến thức của mình cái việc mà kiên định như thế nào, đặt mục tiêu rồi là kiên trì như thế nào, thì cái việc đấy là mình phải lặp đi lặp lại. Và đúng là mình phải nói với bản thân mình rất nhiều lần về cái việc là thành công chỉ dành cho những người kiên trì bền bỉ. Và tất cả trong cái việc làm MLM này, như là thủ lĩnh có chia sẻ từ đầu, thật ra cái công việc rất là thú vị, mà thực sự nó cũng rất đơn giản nữa. Nó không có khó, nó không khó, thực sự nó không khó so với rất nhiều những công việc chuyên môn mà những cái mọi người đang nằm trong những ngành nghề khác nhau để thực hiện. Bởi vì đâu đó nó chỉ liên quan đến việc mình học nâng cao cái việc kỹ năng giao tiếp, cái việc kết nối giữa con người với con người, rồi là mình kể những câu chuyện, những cái việc đấy là những cái kỹ năng mà mình cần phải làm đi làm lại, lặp đi lặp lại thì nó mới thành cái phản xạ và mình có thể thực hiện nó, thực hành nó một cách như hơi thở. Mà mình không phải có quá nghĩ quá nhiều là mình nên nói cái gì, hoặc là mình cần phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nếu mà mọi thứ nó trở nên tự nhiên rồi thì cái câu chuyện mình bắt đầu nó cũng sẽ rất là tự nhiên. Thế nên là cái bài học mà rút ra trong cái buổi coaching ngày hôm nay ấy, thì vẫn là cái bài học liên quan đến việc là mình kiên định đến mục tiêu này. Mình là cần phải vượt qua cái thằng hèn trong con người mình. Cái thằng hèn ở đây không phải là những nỗi sợ đâu, không chỉ đơn giản những nỗi sợ, mà những thằng hèn đây là liên quan đến cái việc trì hoãn, lười biếng, những cái thói quen và những cái con người cũ của mình. Đấy, bởi vì bản thân em cũng vậy thôi, trong quá trình làm việc là em có thể vượt qua cái thằng hèn rất là nhiều. Những cái gì mà mình lười biếng, mình trì hoãn là mình nhiều khi mình phải bật dậy để mình phải làm những cái công việc mình cần làm. Năm cuộc, sáng nay anh coaching thì em cũng phải đặt mục tiêu lại. Tại sao không phải 50 cuộc nữa? Thế nên lúc đấy mình nghĩ 5 cuộc nó quá là đơn giản rồi. Thế nên là nhiều khi phải đặt cái mục tiêu nó lớn hơn để mình nghĩ là cái 5 cuộc nó là nhỏ so với cả cái mục tiêu lớn hơn. Còn nhiều khi mình đặt 5 cuộc rồi thì kiểu gì nó chỉ rớt lại còn 3-4 cuộc. Thế nên là em nghĩ là cái bài học này liên tục phải học và chiến thắng cái thằng hèn trong mình. Còn đâu công việc thì để nó trở thành hơi thở thì đó là không cách nào khác, là mình phải học lập đi lập lại. Và đúng là đủ lượng thì sẽ chất sẽ đổi và đủ nắng thì hoa sẽ nở. Đó là chia sẻ của em ạ. Ok, cảm ơn Phạm Phương Anh. Hãy hướng tới các vì sao thì kiểu gì cũng rơi xuống các tầng mây. Hướng tới ngọn cây thì bị rơi xuống đất, đau đít lắm. Mục tiêu mà, nó phải với lên đúng không? Hướng tới các vì sao thì kiểu gì cũng rơi xuống các tầng mây. Và nếu mà hướng tới ngọn cây là bị rơi bịch xuống đất. Yes. Ok. Rồi một cái bài học nữa dành cho những người đang có đội nhóm và đào tạo là gì? Mang câu chuyện này đi kể với đội của mình. Đúng không? Tại sao không biết sử dụng câu chuyện này để huấn luyện cho đội nhóm của mình, vân vân. Đấy, ở mỗi góc độ khác nhau chúng ta có thể học được rất là nhiều bài học. Rồi xin mời anh chị em khác nào. Ai chia sẻ? Em chia sẻ một chút đến về cái mục tiêu ạ. Ừ. Hôm trước là em có học cái buổi của bạn Phan Hiếu, bác sĩ Phan Hiếu ạ. Ừ. Thì cái mục tiêu với ạ thì là rất là có hiệu quả. Ừ. Ví dụ mình đứng mình đưa tay phía trước, xong rồi mình với ra đằng với đến hết cỡ của mình. Đấy, đến điểm A. Thế xong mình lại quay lại cái mức ban đầu và mình đặt cái mục tiêu là mình sẽ với đến cái điểm B. Cái điểm B thì sẽ cách cái điểm A 1 mét. Và mình làm sao để mình với được từ cái điểm xuất phát ban đầu qua điểm A và đến điểm B cách điểm A 1 mét. Thì cái thứ ba là mình lại quay về cái mức ban đầu và mình đặt mục tiêu là đến cái điểm C. Điểm C thì là cách cái điểm B là 0,5 mét. Đấy, thì em thấy học được của bác sĩ Phan Hiếu cái đấy là rất là hay và rất là hiệu quả. Đã. Ok, rồi cảm ơn Lê Hà. Đặt mục tiêu với, giống như đấy Phương Anh cũng vừa chia sẻ, giống như Hà vừa chia sẻ đấy đúng không? Hướng tới các vì sao, kiểu gì cũng rơi xuống các tầng mây. Một ngày 5 cuộc mà hướng tới 5 cuộc thì rơi xuống còn 2-3. Nhưng hướng tới 50 cuộc thì ít nó phải rơi, chẳng nhẽ không được 1/10 à? Đúng không? 1/10 thì nó ra 5 cuộc. Ok, đặt mục tiêu với. Đấy là một trong những cái phương pháp để chúng ta có thể chinh phục các cái mục tiêu một cách dễ dàng. Rồi, bây giờ chúng ta bật mic ăn mừng chiến thắng cái buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị em, mặc dù là ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta vẫn vào Zoom. Tinh thần học tập rất là cao. Tháng này rà soát lại toàn bộ mục tiêu của mình, của đội nhóm của mình để chúng ta xuyên đích. Rồi, chúng ta ăn mừng chiến thắng. 1, 2, 3.
Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. 2, 3. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. 1, 2, 3. Auto. Yes, yes. 2, 3. Auto. 2, 3. Auto. 2, 3. Auto. 1, 2, 3. Biết thứ làm. Biết thứ làm. Biết thứ làm. Thôi, tạm biệt cả nhà. Bye bye. Xin chào cả nhà, bye bye, cảm ơn thủ lĩnh ạ. Bye bye.